Tại Đà Nẵng, Cục Quản lý Thị trường phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ và Thành đoàn Đà Nẵng triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều xuất khẩu cho bà con nông dân tỉnh Bắc Giang. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực của người dân. Vải thiều được kiểm dịch sát khuẩn từ khâu đóng thùng đến khâu giao bán. Mọi người đều thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không chỉ bán sỉ, việc bán lẻ và giao hàng nhanh tại từng địa điểm trên địa bàn cũng được triển khai tích cực. Với sự tham gia tình nguyện của các cộng tác viên là đoàn viên thanh niên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ vải thiều.